giới thiệu với các bác à. Hoa lan nhà Cùi Bắp hôm nay là ngày 14 tháng 2. Có kim điệp này, ý ngọc này, ngọc thạch ba màu này, hàng cắt tỉa gọn gàng. Đây là hàng tam bảo sắc loại bé, 60.000 một kg. Hàng bé này, 60.000 một kg. Còn đây là hàng trồn, tam bảo sắc loại lớn. Hàng này toàn hàng xếp thôi nhá. Dưới này đẹp lắm. Bạn Cùi Bắp bạn ấy vừa mới cắt tỉa xong, gọn gàng sạch sẽ. Về các bác chỉ việc chỉnh sửa lại một tí theo ý mình, sau đó là kích rễ, là ghép mùa này sống luôn, nó sẽ lên rễ luôn. Các bác có nhu cầu về hoa lan rừng thì cứ liên hệ với bạn Cùi Bắp số 0918757084. Dân vừa lấy rồi mang về, cây lá còn không gặp dập gãy, đóng cẩn thận gửi đi cho các bác. Ngoài hoa lan rừng thì Cùi Bắp còn bán các cái đặc sản Tây Bắc các bác nhé. Ai cần cái gì về Tây Bắc thì các bác liên hệ với bạn.